Kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, hôm nay cả nước tự hào phấn khởi kỷ niệm sự kiện trọng đại 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024. Đây là mốc son chói lọi thiên sử vàng của dân tộc ta khi đã đánh bại quân đội của thực dân Pháp, trong khi tiềm lực về quân sự và kinh tế của ta chênh lệch vô cùng lớn so với địch. Những ngày này cả nước đã có rất nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm sự kiện, đặc biệt cùng hướng tới Điện Biên, đại chiến trường 70 năm về trước, mong chờ đại lễ kỷ niệm và diễu binh diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ diễn ra sáng nay. Cùng với thông tin về sự kiện này, chương trình thời sự truyền hình hôm nay, thứ ba, ngày 7 tháng 5 năm 2024 của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Các hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đại tướng của lòng dân. Yên Châu xin ý kiến vào chương trình phát triển đô thị và đề án đề nghị công nhận phạm vi quy hoạch thị trấn đạt tiêu chí đô thị loại 5. Sáng nay tại sân vận động tỉnh Điện Biên đã diễn ra trọng thể lễ kỷ niệm và diễu binh diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024. Dự lễ kỷ niệm có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban bộ ngành đoàn thể Trung ương và lãnh đạo tỉnh Điện Biên cùng một số tỉnh, thành phố trong nước. Bạn bè quốc tế tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia, Bộ trưởng Bộ Quân đội Cộng hòa Pháp, lãnh đạo Ủy ban Thường vụ Nhân đại Toàn quốc Trung Quốc và đại diện bạn bè quốc tế cùng đông đảo nhân dân du khách tại tỉnh Điện Biên. Trước khi diễn ra lễ meeting trọng thể, các đại biểu đã đến đặt vòng hoa, dâng hương các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ tại Nghĩa trang A1. Sau lễ chào cờ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đọc diễn văn kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024. Thủ tướng nhấn mạnh, chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là một sự kiện trọng đại, không chỉ có ý nghĩa đối với cách mạng Việt Nam, mà còn trở thành bản anh hùng ca bất hủ, thôi thúc các phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, đánh dấu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên toàn thế giới. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định, đó là thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta, mà cũng là thắng lợi chung của tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới. Chiến thắng Điện Biên Phủ càng làm sáng ngời chân lý của chủ nghĩa Mác Lênin trong thời đại ngày nay. Chiến tranh xâm lược của bọn đế quốc nhất định thất bại. Cách mạng giải phóng của các dân tộc nhất định thành công. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là kết tinh của sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là chiến thắng của chính nghĩa, của lòng dân, của lương tri và phẩm giá con người, được dẫn dắt bởi đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo, bắt nguồn từ sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng và Bác Hồ kính yêu, từ truyền thống yêu nước nồng nàn và tinh thần đoàn kết đã được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử, được nhân dân các dân tộc Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước phát huy cao độ và tận tâm, tận lực, dốc sức, đồng lòng, đóng góp sức người, sức của cho chiến dịch. Chiến thắng Điện Biên Phủ để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý giá, mang tính lý luận và thực tiễn sâu sắc, tạo tiền đề cho những chiến công, thắng lợi tiếp theo của quân và dân ta trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội mà Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và Đảng ta, nhân dân ta đã lựa chọn. Sau lễ meeting tại sân vận động tỉnh Điện Biên là cuộc diễu binh diễu hành của hơn 12.000 người với 4 lực lượng pháo lễ, lực lượng không quân bay chào mừng, lực lượng diễu binh diễu hành đại diện khối quân đội, dân quân tự vệ, công an, cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên, phụ nữ, khối các dân tộc Tây Bắc và phần trình diễn của khối nghệ thuật. Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ là dịp để đồng bào chiến sĩ cả nước ôn lại truyền thống hào hùng bất khuất của quân và dân ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ, thông qua đó nhằm tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, lòng tự tôn, tự hào dân tộc, khơi dậy và phát huy tinh thần Điện Biên Phủ, dám nghĩ, dám làm, đoàn kết, năng động, sáng tạo, đồng thời thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2024 và những năm tiếp theo, góp phần thực hiện thành công nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, một số địa phương đơn vị đã đến dâng hương tại đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, khu di tích lịch sử kháng chiến chống Pháp, rừng Bản Nhọt, xã Gia Phù, huyện Phú Yên. Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đoàn công tác của huyện Bắc Yên đã thành kính dâng hương, tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam, người chiến sĩ cách mạng kiên trung, người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã có nhiều công lao to lớn và cống hiến đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, dân tộc ta. Tập thể thường trực Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Yên nguyện xin hứa sẽ không ngừng nỗ lực rèn luyện, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong xây dựng và phát triển kinh tế, tăng cường giáo dục truyền thống yêu nước, anh hùng cách mạng, quyết tâm bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng huyện Bắc Yên ngày càng giàu đẹp, văn minh. Trong không khí trang nghiêm với lòng thành kính, đoàn công an huyện Phú Yên đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Những người đã cống hiến hy sinh trọn đời cho cách mạng, đấu tranh cho nền hòa bình, độc lập dân tộc Việt Nam. Trước anh linh của người và đại tướng, tập thể cán bộ chiến sĩ công an huyện Phú Yên nguyện hứa sẽ khắc ghi 6 điều Bác dạy công an nhân dân, thi đua học tập rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức cách mạng, vượt qua mọi khó khăn thử thách, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đảm bảo nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân, quyết tâm xây dựng lực lượng công an huyện ngày càng trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác công an trong tình hình mới. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc đời binh nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Điện Biên là vùng đất ghi nhiều dấu ấn sâu đậm. Cũng tại chính vùng đất mà Đại tướng làm nên chiến thắng lừng lẫy Nam Châu chấn động địa cầu, vùng đất mà ông coi như quê hương thứ hai của mình, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã trở thành đại tướng của lòng dân. Thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ là thành quả của nhiều yếu tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Đảng, Tổng quân ủy, trực tiếp là Đảng ủy, Bộ chỉ huy mặt trận Điện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có nhiều đóng góp quan trọng, trong đó phải kể đến quyết định hoãn cuộc tiến công, thay đổi phương châm tác chiến từ đánh nhanh, thắng nhanh sang đánh chắc, tiến chắc, thể hiện tầm cao trí tuệ và bản lĩnh chính trị của người chỉ huy chiến dịch trước Đảng, nhân dân và quân đội. Đại tướng cũng luôn luôn là một cái tấm gương cho cán bộ, các cái thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội Nhân dân Việt Nam tiếp tục phải học tập. Đó là cái lòng nhân ái và cái tài thao lược trong cái nghệ thuật chỉ huy chỉ đạo của mình. Bất kỳ trong cái tình huống nào cũng vững vàng, một cái bản lĩnh của người cầm quân. Đây là những cái mà những cái bài học trong lãnh đạo chỉ đạo, bất kỳ ở một cái thế hệ nào chúng ta cũng phải noi theo. Là người lính tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, ký ức về những năm tháng ấy vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí của cựu chiến binh Nguyễn Hữu Chấp. Đặc biệt, lần ông vinh dự được gặp đại tướng đã trở thành một kỷ niệm khó quên. Thế hôm 28 tháng 3 thì luôn đào công sự để chuẩn bị cho cái trận đánh. Thì cụ mới đến thì 10 giờ tối, cụ nói tiếng Quảng Bình, cậu nào hút thuốc lào cho tớ điếu. Thế là có cậu nó hút thuốc lào, nó bảo đây ạ, tối cũng chả biết ai bác hút đây ạ, cháu có đấy. Thế là cậu cho điếu thuốc lào để đánh cái diêm lên thì thấy cũng giáp. Tôi nói rằng là cụ rất đơn giản mà bộc mạc. Sinh thời, Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn dành cho Điện Biên Phủ nói chung, Mường Phăng nói riêng những tình cảm đặc biệt. Nhiều lần trở lại đây vào các năm 1994 và 2004 với mong muốn giúp nhân dân Mường Phăng có điều kiện hơn trong sản xuất. Năm 2008, Đại tướng đã viết thư gửi Bộ Chính trị, Chính phủ và các bộ ngành trung ương đề nghị xây dựng hồ thủy lợi Lọng Luông. Công trình hồ Lọng Luông được khánh thành vào đúng ngày 7 tháng 5 năm 2013, cấp nước tưới tiêu thường xuyên cho diện tích đất trồng lúa sản xuất hai vụ của bà con nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Trước đây thì chỉ trồng được một vụ, sau này xây dựng được cái hồ này thì xây dựng được thì trồng được hai vụ. Chúng tôi rất là phấn khởi. Nhân dân Mường Phăng đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp dành tình cảm rất sâu sắc và rất là nhớ
khắc sâu trong tâm trí nhân dân những lần đại tướng về thăm lần cuối cùng. Thứ nhất, nhân dân khắc sâu là giữ rừng hầm đại tướng Võ Nguyên Giáp tốt. Thứ hai là xóa đói giảm nghèo. Thứ ba là cho con em học hành đến nơi đến chốn và đoàn kết dân tộc trên địa bàn. Theo dòng chảy thời gian, những hình ảnh, câu chuyện về đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn luôn được trao truyền, trở thành cầu nối để thế hệ trẻ có cơ hội biết đến và tưởng nhớ về công lao của vị tướng tài ba lỗi lạc của dân tộc Việt Nam. Ngày hôm nay thì tại lớp mẫu giáo lớn 2 này thì cô và trò đã tham gia một hoạt động, đấy là tìm hiểu về đại tướng Võ Nguyên Giáp. Qua tiết học ngày hôm nay thì trẻ sẽ có những hiểu biết ban đầu về đại tướng Võ Nguyên Giáp, như là trong chiến dịch Biên Phủ thì đã chỉ huy chiến dịch như thế nào. Và đối với tiết học này thì trẻ rất là hào hứng, trẻ rất là sôi nổi khi mà cô và trẻ cùng tìm hiểu về đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một thiên tài về quân sự, tại vì đại tướng đã đưa ra những cái quyết định đúng đắn, tạo ra một cái chiến dịch lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Là một người con được sinh ra tại mảnh đất Điện Biên Phủ anh hùng, thì mình sẽ cố gắng giữ gìn và bảo tồn các truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc và noi gương thế hệ ông cha ta, và trong đó là đại tướng Võ Nguyên Giáp ạ. Những ngày này, đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên hân hoan một niềm vui đặc biệt. 70 năm có được độc lập, hòa bình để vững bước trên con đường xây dựng và phát triển. Công lao của đại tướng Võ Nguyên Giáp chưa khi nào phai nhạt trong lòng đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên, trở thành động lực để tiếp tục nỗ lực xây dựng quê hương. Sáng ngày 6 tháng 5, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Châu đã tổ chức hội nghị xin ý kiến vào chương trình phát triển đô thị thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu đến năm 2030 và đề án đề nghị công nhận phạm vi quy hoạch thị trấn Yên Châu mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại 5. Theo chương trình phát triển đô thị thị trấn Yên Châu với quy mô 1.575 ha, bao gồm toàn bộ địa giới hành chính thị trấn với diện tích 117,28 ha, 5 trên 5 bản của xã Viêng Lán với diện tích 798 ha, gồm các bản Nà Và, Mường Vạt, Kho Vàng, Hủy Qua và Hủy Hẹ, và 6 trên 12 bản của xã Sà Vạt với diện tích 660,42 ha, gồm các bản Bắt Đông, Bản Khóng, Nà Khái, Hin Nam, Bản Nghè, một phần bản Miệt Sai. Tại hội nghị, đơn vị tư vấn quy hoạch cũng đã đánh giá thực trạng phát triển đô thị, đánh giá phân loại đô thị theo tiêu chí đô thị loại 5, nội dung chương trình phát triển đô thị, các khu vực phát triển đô thị, định hướng các khu vực phát triển đô thị, lộ trình triển khai các khu vực phát triển đô thị, các chỉ tiêu phát triển đô thị theo từng giai đoạn, lý do và sự cần thiết đề nghị công nhận thị trấn là đô thị loại 5. Các đại biểu dự hội nghị cơ bản nhất trí với chương trình phát triển đô thị thị trấn Yên Châu đến năm 2030 và đề án đề nghị công nhận phạm vi quy hoạch thị trấn Yên Châu mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại 5. Đơn vị chủ trì và đơn vị tư vấn đã tiếp thu các ý kiến đóng góp tại hội nghị để bổ sung hoàn thiện chương trình, đảm bảo chất lượng, đúng quy trình, quy định và đảm bảo tính khả thi với điều kiện thực tế của địa phương. Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm của thành phố Sơn La vừa kiểm tra công tác an toàn thực phẩm tại phường Trường Cơi và Tô Hiệu. Tại buổi làm việc, đoàn đã tiến hành kiểm tra các quy trình về quản lý hồ sơ, ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc tích cực cũng như nhận thức về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm của hai phường Triềng Cơi và Tô Hiệu thời gian qua. Các phường đã tăng cường các giải pháp đồng bộ để siết chặt quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn, tuyên truyền hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thực hiện nghiêm các quy định an toàn thực phẩm, đặc biệt là hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm hàng năm. Hồ sơ các quyết định báo cáo của các ban chỉ đạo phường được thực hiện đúng theo quy định. Đoàn kiểm tra yêu cầu trong thời gian tới, Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm phường Triềng Cơi, Tô Hiệu nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ đảng viên và nhân dân trong bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm, đề cao vai trò trách nhiệm của các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp trong thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm, kịp thời thông tin các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn cũng như các cơ sở vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, an toàn thực phẩm, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân, cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm, góp phần nâng cao năng lực phòng ngừa, chủ động xử lý ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm, giảm thiểu ngộ độc do thực phẩm không an toàn.
Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh phối hợp với các nhà thiện nguyện đến từ Hà Nội đã tổ chức khởi công công trình xây dựng điểm trường Bản Buôi, xã Tạ Bú, huyện Mường La. Công trình nhà lớp học điểm trường Bản Buôi, xã Tạ Bú được Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, Quỹ thiện nguyện ADF và các nhà thiện nguyện tài trợ với tổng kinh phí trên 250 triệu đồng. Công trình sẽ thi công trong 3 tháng, quy mô gồm 1 phòng học, 1 phòng công vụ với tổng diện tích 90m², dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng kịp khai giảng năm học mới 2024-2025. Công trình hoàn thành sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới trường lớp của địa phương, đặc biệt giúp cho 19 em học sinh lớp 5 của Bản Buôi không phải đi học xa tại điểm trường trung tâm, cách khoảng 9 km. Công trình cũng góp phần hoàn thiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới của Bản Buôi, xã Tạ Bú. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ vừa nghiệm thu bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình bà Sông Thị Giàng, trú tại bản Lũng Xá. Vào tháng 1 năm 2024, hộ gia đình bà Sông Thị Giàng không may bị hỏa hoạn thiêu rụi hoàn toàn căn nhà cùng nhiều tài sản. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng chính quyền địa phương xã Lóng Luông đã huy động các nguồn lực hỗ trợ gia đình bà xây dựng ngôi nhà đại đoàn kết với tổng số tiền trên 213 triệu đồng. Trong đó, Quỹ vì người nghèo huyện hỗ trợ 40 triệu đồng, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội hỗ trợ 40 triệu đồng. Số còn lại là nguồn kinh phí của các tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm, quyên góp và sự giúp đỡ ngày công lao động của nhân dân trong bản. Sau hơn 3 tháng thi công, ngôi nhà cấp 4 với diện tích trên 100m², gồm 3 gian 2 trái đảm bảo tiêu chuẩn 3 cứng là nền cứng, tường cứng và khung mái cứng đã được bàn giao cho gia đình và đưa vào sử dụng. Việc hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của chính quyền, các ban ngành đoàn thể và cộng đồng xã hội nhằm giúp hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ổn định chỗ ở, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất. Hội Chữ thập đỏ huyện Thuận Châu vừa phối hợp với Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện, nhóm Ngọc Khánh và các bạn đã tổ chức trao quà cho bệnh nhân khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện. Nhân dịp tháng nhân đạo năm 2024 với chủ đề Hành trình nhân đạo, trao nhân yêu thương, Hội Chữ thập đỏ huyện Thuận Châu đã kêu gọi và tiếp nhận sự ủng hộ của các tổ chức cá nhân, các mạnh thường quân. 250 suất quà được trao cho những bệnh nhân, chủ yếu là nhu yếu phẩm, mì tôm, đường, sữa, bánh kẹo, tổng trị giá 13 triệu đồng. Những phần quà tuy không lớn về mặt vật chất nhưng là nguồn động viên tinh thần với các bệnh nhân đang điều trị bệnh. Tại trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở và trung học phổ thông Quỳnh Nhai, tỉnh đoàn Sơn La phối hợp với huyện đoàn Quỳnh Nhai tổ chức ngày hội tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông dân tộc thiểu số năm 2024. Tại ngày hội, gần 400 em học sinh của trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học cơ sở và trung học phổ thông Quỳnh Nhai đã được cung cấp nhiều thông tin bổ ích và hướng dẫn kỹ năng lựa chọn ngành nghề, chọn trường, cơ hội việc làm khi tham gia thị trường lao động, thông tin về các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp sử dụng lao động, cơ hội việc làm khi tham gia thị trường lao động đối với các ngành nghề đào tạo. Ngoài ra, các em được tham gia thuyết trình, vẽ sơ đồ tư duy định hướng nghề theo công nghệ 4.0. Thông qua ngày hội tư vấn hướng nghiệp, trang bị cho học sinh dân tộc thiểu số, hiểu được tầm quan trọng của việc lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai, giúp các em tự nhận thức và đánh giá về bản thân để đưa ra quyết định lựa chọn nghề phù hợp với năng lực sở trường của bản thân và nhu cầu của xã hội hiện tại. Chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Tin dự báo mưa lớn ở tỉnh Sơn La, từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 5 ở tỉnh Sơn La có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 60 mm, có nơi trên 70 mm. Từ ngày 10 tháng 5, mưa lớn có xu hướng giảm về diện và lượng. Ở tỉnh Sơn La phổ biến có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn cấp 1.